Cá chả rau mớ, vâng, xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình làm video về đi mua hàng. Mình làm video về đi mua hàng bà con. Tựa của video này sẽ là kiếm sống bằng nghề đi mua hàng cho khán giả. Thì nội dung cái video này thì chắc là dài dữ lắm, và bà con xem hết video này sẽ biết rất là nhiều mặt hàng mình mua thực tế tại chợ đầu mối Hóc Môn cho khách hàng của mình, và cách mua như thế nào và cách vận chuyển, cách tính dịch vụ như thế nào sẽ chia sẻ trong cái video này. Thì khách hàng của mình thì ở dưới khu vực sân bay quý vị, cuối đường Cộng Hòa, thì nói đúng ra thì cũng không có xa lắm, không có xa chợ đầu mối Hóc Môn lắm đó. Thì nói cái đơn hàng của cô á, đặt mình nó dài lắm, nó như cái sớ táo quân vậy quý vị. Thì chi tiết đi chợ nhiều, thành ra là mình lấy, mình nhận cái đơn hàng này là 180.000 tiền phí ship và dịch vụ quý vị. Thì đây nè bà con xem cái đơn đó, nó hết trang rửa giấy á rồi đi mua, rồi mình còn phải là ship xuống tới nhà, là dịch vụ là 180.000. Và cái cách mình mua hàng là mua hàng thực tế, mua hàng thực tế của chợ, chợ tính giá nào thì mình tính, kiểu như tính cho khách hàng giá đó, là mình giống kiểu đi mua hộ đó, đi mua hộ mình lấy tiền dịch vụ rồi là mình cứ đi làm giùm thôi hả. Mặt hàng nó lên thì mình tính lên, nó xuống tính xuống, dễ vậy đó. Thì ở đây là thịt bò, thịt bò đông lạnh. Thì cô mua là cái thịt cái em đó đang lóc ra đó quý vị, gân á. Đó, gân đó đó. Thì gân đó như là cô mua 2 kg. Đó. Lóc ra vậy. Thì video này á, thì chia sẻ cho khán giả có cái nhìn trung thực về cái mặt hàng được bán ra tại chợ, mặt hàng từ tươi sống cho tới đông lạnh có giá nào thì chia sẻ nó trung thực cái giá đó luôn. Cái hàng đó là em bán nhiêu? 130.000 ký. Đó, 130, còn cái miếng thịt nằm dưới là kêu mặn gì, thăng hả? Hả? Thăng phi lê, thăng phi lê, cái miếng thịt nằm dưới là bao nhiêu? 170.000 ký quý vị. Là cái bò bụng, cái em đang lóc ra cái đó là 130.000 ký quý vị. Còn cái bò bụng ở đây là 90.000 ký. Thì bây giờ là 2:30 sáng quý vị, 2:30 sáng ngày 21 tháng 7 năm 2024. Thì ở bên đây là ảnh sát với bên Hai Hậu quý vị. Thì bên Hai Hậu là mình mua gà chân đen với là đùi tỏi bên đây nè. Thì gà chân đen thì sáng mới lấy, và tại vì cái tại sao mà bây giờ mình thấy làm video, tại vì cái thân hàng của cô nó chi tiết nó nhiều quá. Và cái gân bò này nè, với thịt bò này nè, là nếu mình đã nhận đơn về cái món này là mình bắt buộc phải đi chợ món này. Và hơn nữa cái đơn hàng của mình còn có thịt heo bên đây nữa, thịt heo của Vũ Ngọc đó quý vị, là loại thịt này là loại thịt ngon nha quý vị. Thì đó, cô có mua là thịt vai nè, thịt vai chân giò sao nè, rồi thịt sai, chân giò sao, thịt sai, thịt vai, chân giò sao, rồi cái gì nữa, đùi vai,
rọi sườn, con mua 3 rọi sườn 3 kg. Thì ở đây này hiện tại bây giờ là cũng mới vừa dọn ra để cho ta ổn định đó. Rồi mình có đặt hàng bên đó rồi, mình qua mình lấy ra mình chia sẻ cho thịt heo. Nè đó ta lóc ra vậy nè. Cái này là mình nói thiệt với bà con chứ, mình quay ở phía sau nó là gọi là hậu cảnh nè. Đó, nó này đúng ra là cứ hả núp ở bên sau quay tới đó bà con, này núp bên sau quay tới luôn á, thiệt luôn á. Thấy vô tình mà mình đứng bên sau này, nó đúng ra ở sau này thì đâu được quay nữa. Hello cô hàng nước. Đây đây. Cái đơn hàng này á là mình phải mua bây giờ nó tới sáng luôn cái gì. Ủa bên hay hậu sau này không để giá lên. Chưa đủ hàng. Thì mình sẽ cập nhật tất cả các mặt hàng liên quan khi mình đi làm cái video này á quý vị. Đó. À, còn này là cái gì, bắp chuột hả? Là thăng chuột hả? Thăng chuột này là nhiêu? Thăng chuột này là 150 ký nha bà con. Có mua thì ăn lô mình. Bò bụng thì 90, và gân thì 130, thăng chuột thì 150. Thăng tái hả? Thăng mềm gì đó là 170. Cái này nãy em nói là thăng gì? Thăng phi lê 170. Mình còn cái món nào nữa không? Cái này 150 ký là cái này là cái gì? Thăng phi lê. Chưa lóc. Ủa nó mới vừa nói thăng phi lê 170 sao mà giờ nó 150, chơi giới luôn bà con. Tại vì là em nói là cái đó là chưa lóc, nó có bán vậy đó. Vậy là mặt hàng chủ yếu của mình là thăng phi lê với lại thăng chuột, bò dụng với lại gân, mà ở đây là bán vậy thôi bà con. Rồi giới thiệu sơ qua về cái thịt bò là tạm thời như vậy nha quý vị. Thịt bò bên thịt heo chưa đủ lắm, chưa giờ bên thịt gà để qua làm việc bên thịt gà để kêu để giá đồ lên, mấy ngày cũng quen biết không quý vị, kêu anh em để giá cả lên mình làm video để thông tin đến người xem, bà con không có mua hàng cũng biết được cái giá nó là tương đối nó thực tế để bà con nắm được cái tình hình mặt hàng tiêu dùng ở chợ lên hay xuống. Thì mình tính ngó qua cái cổ gà để mình thông tin đến cái cổ gà để cho cái cô mua cái thịt cổ gà, mà nay là cái xương ức thì có mà cổ thì sau nay không thấy. Chưa đủ ở đây cái đó cắm lên vậy quán, cắm lên chú quay video quán. Cái nói chung á thì theo thông tin á là giá cũ nhưng bà con thịt gà không có lên. Thì đây là gốc tư nè,
Lóng tư là 48.000 đồng một ký nè. Đó, 48.000 đồng ký đó. Để chờ em nó đẩy giá lên. Good. Cút cứng á quý vị. Cái con gà ác này nè, thấy con dày nó cũng kiểu cũng kén khách nha quý vị. Kiểu cũng kén khách. Thành ra kiểu nó không chạy hàng, nó gã á, 25.000 con. Nhưng mà nếu mà quý anh chị em mà đã có sử dụng qua thấy sẽ thấy là nó rẻ, ngon, rẻ. 25.000 con, mua về mà hấp rượu, trời hết sảy luôn. Chấm muối tiêu, 25.000 con. Mua có 4 con hấp rượu, chấm muối tiêu, chanh đi rồi biết. Gã này nè, 25.000 con, 100.000 bạc. Cánh gà 63.000. Đó, rồi á, là cái đơn hàng của mình á, là có đùi tỏi này là 67.000 nè. Sáu bảy ngàn sáu bảy ngàn nè đó, đơn hàng mình mua cái này nè, để mua tiêu dùng cũng dễ. Ức gà nay nhiêu bạn Hậu? Ức gà 45.000 bà con. Mình đi vừa làm video, mình vừa mua hàng đi sớm hơn bạn hàng nữa. 45.000. Thì gà ở đây là hoàn toàn là gà nóng mới, mít tinh. Thì giá vẫn giá cũ, thì cái đầu cổ này nè là 20.000 đồng nè, 1 ký nè. Tim mày, tim mày 65 hả giá? À, đầu 15 à. Mày 65, tim 60. Chân gà 45.000, chân nhỏ. Xương này nhiêu quán? Xương 18.000. Đồ lòng nhiêu à? Lòng 4.000 à? 35 à? 10 cái 35.000. Hả? 10 bộ 35.000. Ông chủ lên cái bán 35, ông chủ bán rẻ. Vậy cái mua là mua hàng kiếm ngay Hậu mua bà con rẻ. Rồi thông tin vậy. Rồi bò rồi. Thịt bò rồi, thịt gà rồi, giờ mình qua tới thịt heo. Ba giờ sáng bà con, 3 giờ sáng rồi, tiếp giờ lại chia sẻ giá thịt heo. Thì giờ đó 3 giờ sáng là chỗ Hai Hậu là đủ mặt hàng hết đó quý vị. Thì mua cái đống xương cổ nãy mấy đứa đổi đâu à, có cô hỏi mua xương cổ. Xương cổ 20.000 ha. Đây. Mà xương cổ còn nằm đây là chưa đổ ra. Làm chưa kịp đổ ra. Xương cổ có quý vị, xương cổ thì cái cục thịt xương cổ nó ngon lắm mà rẻ, 20.000 đồng ký à. Chưa đổ ra. Kiểu như đang xuống hàng nè. Nãy giờ chờ cái xương cổ mà xương cổ còn nằm đây nè. Lấy cục cho bà con coi để cho cô khách hàng hỏi. Cái
con xương cổ vậy, nó dài khoảng cỡ chừng 6-7 phân gì đó, là 20.000 đồng á, thấy thịt không vậy đó. Rồi giá thịt heo Vũ Ngọc nha quý vị, tại nay mua hàng bên đó rồi cập nhật giá thịt heo cho bà con luôn. Quán vịt này nhiêu quán? 60. Vịt này là 60.000 đồng ký nha quý vị. Đó làm sạch vậy nè. Giờ mới có vịt à. 60.000 đồng ký. Rồi bên đây Vũ Ngọc. Đó Vũ Ngọc giờ là đầy đủ hết rồi đó. Đầy đủ giá hết rồi đó. Đây. Bà Rợi Quế nè. Bà Rợi Quế là 95. Hả? À. Để làm video xong mà do đóng trả tiền. Mới gặp bà chủ. Giờ còn quay phim chưa gặp bà chủ. À, nàng đầu rồng 75.000. Ba rọi 100.000, ba rọi dây 100.000. Ôi nạt này. 77.000. Nạt nó kêu nạt đùi vậy. Đây là xe trong ấy lấy ra nè. Chợ đem ra. Đấy, kẹt xe quá trời. Yeah. 2 kg. Cái mẹ em sai. Vô lỗ. 100.000 một cây. Đấy. Ở bên Vũ Ngọc có cái là cái cút lết chặt nè. Cút lết á, cái chặt á, mình muốn ăn miếng nào mình lựa miếng đó quý vị. Đó. 78.000. 78.000 cốc lết chặt. Rồi bên đây là xương chặt 68.000. Đó. Bên đây cũng bán gà nữa, không có để giá. Giò trước là 72.000. Nam mua giò sau, không biết giò sau nhiều không có để giá ta. Kiểu đó, kiểu giờ khách hàng ta đông dữ lắm cái gì. Mình cũng không có cái này kêu bằng xương đuôi. Xương đuôi nhiều. Xương giá nhiều à? Chưa lấy bằng giá rồi. Đó thấy chưa? Vậy ta nói vậy không lẽ mình ép người ta nói giá mình. Chưa có bằng giá anh ơi là thua kiểu vậy đó. Tại sao mình đâu có hỏi được đâu. Mỡ nè, khách hàng của mình đang mua mỡ nè. Mỡ này nè, mỡ này có khách hàng quận nhất mua. Mỡ này nhiêu ký anh? Hỏi giật lên để tôi bán. Mỡ nhiêu em? Mỡ này thì hôm nay là giá có 58.000. 58.000. Ồ, vậy là nó rẻ ngày hôm qua mấy ngàn hả quý vị? Ngày hôm qua mình mới chào khách hàng của mình, mình hỏi giá để mình thông tin đến khách hàng á. Tính như là 62.000, đúng rồi 62.000. Này ra chợ thì mới ngày sáng ngày hôm qua cũng như là bây giờ là sáng hôm sau, sáng hôm qua là mình thông tin đến khách hàng mình là 62.000,
rồi ra thực tế ngoài chợ là 58.000 đó, thì 58.000 thì mình cũng phải mua, mình tính cho khách hàng mình là giá 58.000, tại vì mình lấy tiền dịch vụ của gì mình công bằng vậy á. Rồi thông tin sơ lược vậy, rồi giá thịt heo cái gì, giá mỡ chủ yếu là mình vô á, mình hỏi cho được bằng được cái giá mỡ lưng á, nhưng mà cũng chưa chắc là 58.000 là loại một, tự vì người ta bận quá thì giờ không lẽ gian hàng ta bán hỏi này lô 1, lô 2, lô 3, lô 4 đâu có được. Cái đó là nguyện vọng của mình đặt hàng rồi giờ mắc chút cũng được, mà phải lấy đúng loại 1 cho tôi kiểu vậy á. Thì ngày hôm qua đó là theo cái hợp đồng của mình á là 62.000 á là bao đẹp mỡ lưng, giá 62.000 đồng 1 ký là bao đẹp á, loại nhất. Còn cái này á thì ra đây á là giờ 58.000, nhưng mà không biết nó có loại nhất loại nhì không thì đâu có biết, tại vì mình cũng không có chiên, mình nó là dạng như là mua thực tế ngoài chợ á. Nhưng mà thí dụ là giờ ha, nếu mà thông tin mà người ta nói đó loại 2 thì mình phải thông tin đến khách hàng mình ở giá đó mà loại 2 kiểu rõ ràng vậy quý vị. Mới ngày hôm qua đây đó là mình 62.000. Rồi thông tin sơ lược giá thịt heo vậy cho bà con tham khảo cái gì, một số mặt hàng tiêu biểu mặt heo, thịt heo vậy đó. Thì video này đó là rất là dài luôn, sáng mai còn mua rau chút xíu, rau kia còn mua cải nữa, cải đắk nông sáng ra đó, thì đâu phải là muốn cải đắk nông là khó đâu. Thành ra là cải đắk nông mà muốn đẹp á thì phải mua bây giờ 3 giờ sáng mới gì, phải ra tranh thủ đồng ý có mua có mấy ký cải thôi, ra đó cập nhật giá cải đắk nông chỗ Bảo á quý vị. Rồi mình tắt video này ra chỗ Bảo mình chia sẻ tiếp cái giá bắp cải đắk nông rồi những mặt hàng liên quan ở ngay chỗ em Bảo không bán quý vị. Giờ 45 phút bà con. Nè, có thấy không? Thì mình quay video mà chỗ Út nè bán mít Thái nè, mít Indo nè. Thì mình mua cái mít loại mít Thái, loại mít trẻ loại 1 á, hiện tại bây giờ là 30.000 đồng 1 ký. Mít Indo loại 1 trẻ miếng á 45.000 đồng ký, hiện tại giờ giá chợ nhẹ, mua đây 10 ký à, còn mít này 10.000 ký là chưa chè. Cam nó nhiêu không? Cam thì 13-11.000 đồng ký. Thì còn cái mít mà loại 2 đó, mít Thái loại 2 đó là bán nhiêu? À không, cái loại trẻ kìa 25.000, loại trẻ vậy là nó trên lệch nhau 5.000 bà con. Thì thông tin cho bà con tham khảo đấy, chị này chị đi cái mình xe tới chút xíu mình chia sẻ cái giá củ sắn thực tế cho bà con khán giả của mình xem trên kênh đó, biết được cái củ sắn thực tế của bà con là giá bán nhiêu cái gì. Thì đây là mình nhìn thấy là 7.000 đó gì, 7.000. Thì nhưng mà 7.000 là cái loại đó là chu chuẩn đâu, nó phải là 8.000 á. Thì củ sắn không có lên bà con. Ôi chào bà này không biết chết như nào mất. Vậy 6 giờ sáng lấy gì không? Cũng trẻ bán không kịp luôn. Đây là củ sắn anh này anh bán nè. Thì củ sắn này á, là 7.000 nè. Đó, đâu đẹp đâu. 7.000 ký.
có thông tin để khán giả xem trên kênh là như vậy nha quý vị. Là củ sắn của bà con hiện tại giờ 7.000 đồng ký, 8.000 đồng ký. Sắn non á. Đó. Đó là củ sắn non. Thì video này thì hỏi với mục đích là không phải đi cập nhật giá. Video này là chia sẻ cái toàn bộ video là mình đi mua hàng cho khán giả. Ui chết tôi cái thơm mật. Thơm mật loại lớn mà thấy bên đây nhỏ không? Thơm mật nhí nhí không người ta? Thơm mật nhí nhí không bà con ơi? Mua thơm mật loại lớn. Đây đâu có thơm mật loại lớn. Đây là không phải thơm mật. Thơm mật là loại này nè. Mười ngàn trái đâu được. Bữa điều đế đây nè. Ở bữa bán quyền đóng thơm mật loại lớn rồi đây quẹo lại mua không có trái thơm nữa. Quá tài thì như vậy đi kiếm thơm mật nữa. Cần nữa rồi bà con. Rồi sao? Sầu riêng 38.000 luôn kìa. Ôi trời, sầu riêng gì mà 38.000 luôn má ơi. Sầu riêng 38.000 luôn. Ê, sầu riêng gì mà 38.000 giá sốc hả? Này à, sáu hũ hả? Hả? À, sầu riêng hột 38.000 ký bà con. Có mua rồi lại đây mua. Cái nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc luôn. Cái bên à, chỗ anh Đen bán nè. Sầu riêng chín cây hả? 38.000 ký à. Hấp dẫn không? Ai trái bán tôi trái lớn lớn rồi. Lỡ giùm trái cho ông chỗ. Mua lỡ mua mở hàng luôn. Mua về để cho gái tôi nó ăn coi. Chín không con? Hả? Chín hả? Mua về cho gái ăn cho ông mừng. Oh yeah, oh yeah. Gái mình mới 10 tuổi rồi bà con. 50 tuổi mà con mới 10 tuổi. Nhiêu hả? Hả? 114.000 hả? 114.000 là trái nó 3 cái mấy hả? À gần 3 cái. Ê dâu này bán sao hả? À, dâu 1 ký 80.000 đồng ký. Dâu Trung Quốc à? Dâu Trung Quốc nha bà con, ký 40.000. À bơ 04 này nhiêu à? Hả? Bơ 04 ký 20.000. Nè 100 nè. Rồi nó đưa tiền, nó chờ tôi đưa tiền, nó mới móc lên xe tôi, chưa đưa tiền, nó cứ cầm, nó cho hoài à. Cái thằng bó cay chấm cơm. Nè, nói là 6.000. Dâu ký 20.000. Rổ à... À, rổ dâu nó 8 ký hả? À, rổ 8 ký. À, rổ 8 ký giá cũng vậy hả? À, à. Một vậy bà con. À, rồi. Thông tin vậy cho bà con được biết. Rồi. Mua thơm mật không có. Tốn hết trăm mười mấy ngàn, 14.000. Ừ, tắt 8.000 luôn rồi. Này chào giá tắt cho khán giả. Tắt loại đẹp 13-15.000. Giá tại chợ, ra chợ quay video thấy giá tắt ta để 8.000.
nó chứ tiền nào vụ đó nha bà con, không phải à, không phải là ha mình à, mình chia sẻ cái giá thông tin đến khán giả mà giá mắc á, rồi mình không dám nói là giá thực tế là nó rẻ, không dám, không dám công bố đâu, dám luôn. Tự vì tắc á, nó có miền Tây với miền Đông, cái anh mà tắc miền Đông á, nó bán ra 8.000 vậy, cái vỏ nó dày. Còn cái tắc mà mình nói á, mình là tắc đẹp nhất á, là cái loại nó loại miền Tây, mỏng vỏ, nước nhiều, nó khác, giá trị nó khác. Chứ không phải mà cái 8.000 với cái 15.000 nó có nửa giá, thì tùy theo cái mục đích sử dụng, cái tiền nào của đó. Rồi chẳng thà mình bán hàng, mình khán giả họ giá, mình chào luôn loại đẹp nhất đi, rồi mua loại đẹp nhất dễ tính, chứ đem cái hàng mà chào cái giá mà nó rẻ đó coi vậy chứ bán không được đâu, họ chê chới giới liền cũng được. Cái thì 10.000 ký thì bà con, rồi thua luôn rồi, rồi không có thơm mật rồi, tại vì cô dẫn thơm mật loại lớn mà không có thơm mật loại lớn, chèo luôn không lấy luôn. Rồi ở đây là chuyên gia bắp cải Đắk Nông bán cho 5 ký bắp cải Đắk Nông. Ủa đây mà hết vậy hả? Hết thiệt luôn á hả? Trời đất ơi, bỏ cài không thấy bà không vậy, quẹo lại đây, quẹo lại bà con ơi, vậy là nó đi cái đống cải đất ra. Ê bán nhiều ký á Bảo? 15.000 ký, không biết đây người ta nhiêu nữa nè. Đó, dễ ăn không bà con? Bên đây anh Sáu bán bắp cải Đà Lạt, chạy lẹ xuống, kiểu vậy là nó cháy hàng bắp cải Đắk Nông rồi. Bắp cải Đắk Nông đó, mình xin thưa với bà con ở đầu video á, mình nói là có thiệt luôn thấy không? Nó là giờ này mình mua chắc gì sáng mình mua nó còn, mà nó chịu cháy hàng là bây giờ đã cháy rồi. Chưa 4 giờ sáng là cháy rồi. Nãy mình thấy dưới đây có nè. Quẹo lại mua liền. Cái thơm mật đó thì coi vậy chứ dễ xử. Thơm mật có đằng kia mà trái 10.000 mua gì. Cô đặt á là khách hàng mình á thì đặt thơm mật lớn lớn, mà cái thơm mật á coi vậy chứ nó sơ, nó cứng á. Lớn còn ăn cái thịt nó chứ nó cứng mà trái nó nhỏ cái lỗi không. Mua chi kiểu như nó không ngon. Thì kiểu khách hàng của mình cô đấy đặt đó, thì loại lớn là mục đích của cô cũng đã sử dụng qua rồi, mua loại lớn để có thịt, bỏ cái lõi mình mua ha, đưa cho cô trái thơm có chút xíu lõi không bị rầy nữa khỏi mua. À bên đây giờ có thơm mật nè, quẹo này mà có thơm mật không có thơm mật, về bên tay trái cái hết cải luôn, cái hết cải Đắk Nông luôn là thua luôn. Đó cái không khí nhộn nhịp chợ đêm tại chợ Đầu Mối Môn là vậy đó bà con, người mua người bán tấp nập. Phù này ô anh này anh bán ấy quá trời nè, cất nè. Rồi thơm mật trái thiệt rồi, thơm mật trái hàng thiệt bà con. Rồi thơm mật không có thiệt rồi. Thôi quay lại mua cải Đắk Nông. Thơm mật trái khét nghẹt rồi. Rồi lại đây mà ha, cải Đắk Nông mà trái khét nghẹt luôn là thôi rồi luôn. Cái vấn đề á là nhiều khán giả bà con á, lưu tâm á là vấn đề cân đủ cân thiếu.
thì xin thưa với bà con á, thì theo như mình á, khách quan mà mình nói á, thì mình chưa bị cần thiếu. Đây nè, thơm mật đây ở đây nè, nhưng mà giờ mà không có là này nè, có 10.000, có chỗ này là có mấy cái vậy nè, thơm mật nè, thì sao mua chút mà thiệt, thơm mật có chỗ đâu, có chỗ đó có là sao, cải Đắk Nông mà ha, cải Đắk Nông bảo bán truyền vô cải Đắk Nông luôn, thạch bách luôn. Cải Đắk Nông nhiêu ký hả? Cải Đắk Nông nè, 15.000 hả? Bán 5 ký. Hành bó này có 15.000 hả? 5 ký cải Đắk Nông. Ba bắp nó khoảng bao nhiêu ký? Ba bắp cỡ 5 ký chứ gì phải không? 15.000 bán bằng chỗ bảo mà cải Đắk Nông ăn nó giòn. À, anh thơm ở kia làm gỏi không được hả? À, sáu ký rồi lấy đi. Xuống tim đó nhiêu à? Xuống tim Đà Lạt 17.000. À, ngò đó, một bó 5.000 hả? Rồi lấy một bó. Dục chứ. Chết bà. Đi đi. Mẹ là hai bó đi. À, một bó ta kêu mua con bó, nó khổ thế, tôi đi mua hàng à. Có lành đó con. Hả? Có lành đó con. À, không. À, có một bó ngò rí với lại cải rồi. Cần tàu nhiêu ạ? 20. Tàu 20.000, cho xin hỏi giá thôi để công bố, mua món ai mua tôi lại tôi lấy. Lớn nhất trong đám thơm mật 17.000 đồng trái, bà con ơi. Đó, đi mua cho có luôn. Vậy chứ à, mười bảy ngàn cái là lớn nhất á hả? Thì con lựa đây. Rồi chứ cái trái rồi lớn nhất á. Thì nó có một sai một mà nói vậy chứ. Còn ở bên đây nhiêu à? Cũng loại nó hả? Đây nè, cái bự này nè. Thanh Long sổ 2 ký 15.000 luôn à. Ủa Thanh Long ở đây có 2 ký 15.000 luôn hả? Là cái loại đó hả? À, 2 ký 15.000. Thanh Long 2 ký 15.000 cũng được. Tại có khách hàng của mình đi mua hàng cho khỉ. Lâu có khi rẻ dữ lắm nha bà con, 3-4 ngàn luôn, 7 ngàn chưa cho khỉ ăn được đâu. Ê, chuối đây mà nếu mà xấu nhất là nhiêu ký con? Chuối này nè 10.000, chuối sim 10.000, rồi chuối sim rẻ nhất là 10.000, rồi cảm ơn. Đu đủ đó nhiêu ký? 15.000 ký hả? Rồi cuối cùng có mua có thơm mật là bà con, mà thơm mật nhỏ chưa vừa bụng, thơm mật còn phải hôm bữa mà 15-20 ngàn là trái nó chập quá luôn, trái này nó tiếng nhỏ. Bảy giờ rưỡi sáng bà con ơi,
giờ vô tiếp tục. Đây đây bên trong chợ bà con, bên trong chợ thì dưa leo 10.000 đồng ký nè quý vị, dưa leo 10.000, mớp 12 nè, bầu 10 nè, bí 10. Mình mua bầu, mua mớp, mua bầu, mua mớp hương, vô đây mua bầu, mua mớp hương, mua khổ qua, khổ qua 8.000. Thì video này thì mình đi đi chợ mua đồ. Cho khán giả kiếm tiền để xây dựng kênh chợ đầu mối Hóc Môn. Hai ký cà rốt luôn anh Phước ơi. Môn cao. Bán 2 kg môn cao. Hành bó, bán một bó hành bó. Chúng tôi bán tôi bó hành nha. Bán bó hành. Hành 18.000. Để đi ngồi em lấy. Đậu que, đậu que kháng. Ở đây có bán lẻ không? Cường đâu? À, bao bát nhiêu? Bát này 20, bát này 25. Bát này 20, bát này 25. Cô kêu mua ở A12 cho cô, tôi quay phim đây nè. Rồi 3 kg loại 25.000 đi. Bát xịn nữa hả? Bát xịn á. Ủa Cường chưa ra bán hả? Đám ma Nguyễn Phú Trọng hả? Đám ma ông Trọng rồi. Đám ma ông Trọng rồi. Cái này 3 kg tính 3 kg nè. Rồi 3 kg rồi. Bà dặn vô A12 mua cho bà nè. À, 5 kg su hào, 5 kg trái su, 5 kg cải chua. Su hào. Ồ su hào rồi đây, rồi su hào, su hào có nào mua loại đó cho cô đi. Lấy tiếp hay là lấy nhỏ hay lấy lớn? Quýp luôn. Nhiêu ký, nhiêu ký? Bán 17.000 tính 36.000. Bán 17.000 tính 36.000 đó. Khán giả mua thấy bà con tiểu thương bán yêu thương không? A12. Su su lấy mấy ký? Hả? Su su 5 kg. Su su 5 kg nha bà con. Cà bét nè 32.000 đồng ký nè. Ê su 5 kg tính con nhiều ở đây để 7.000 nè. Đưa nó su giạc hả? À su đây á là mình lựa đẹp nè quý vị. 12.000. Còn vô bịch á 7.000, tùy tiền nào của đó hả? À. Chứ mình mua làm chứ họ bán không có làm đâu. Quý nào xu tôi lừa đá rồi tôi mới đóng luôn bịch rồi. Rồi, rồi.
chua nè bà con. Cái chua này nay tính giá nhiêu ạ? À? Cái hả? 10.000 hả? 2 cái chú nè. 10.000. Nè, quy cái đơn nè bà con. Bà con coi ra 29 loại. 29 loại cái đơn hàng. À, 5kg cải chua, 5kg su hào, 5kg su su, 3kg đậu que. Tôi tới 4 món là sao tôi thấy có 3 bà ta. Hả? À, 5 kg su su. 3 kg đậu que, 5 kg su su. Rồi bỏ đây đi, rồi em lại em đấy. Để em qua mua bên đây. Em chạy ngang em chắc lên xe. Giờ em đang quay phim. Tới đây. Đậu đũa rồi. Đậu đũa 15.000 bà con. Chanh có hạt chanh là lạc á. 10.000 măng 10.000. Rồi đậu đũa 15. Cà rốt bán lẻ 18.000 luôn. 55. Bán mình 2 kg một. Bán mình 2 kg một cao bạn. Kha 30.000 ký đại ca. Rồi ba lấy 2 ký giùm, 2 ký bỏ bịch đi, quẹo lại lấy. Của cải đất nông bà con nè, bà con cái cải đất nông thì quan tâm với cải đất nông nè. 12.000 ký nhưng bà con cải đất nông cũng như hiện tại giờ tình hình đang xuống giá. Còn khổ qua mà 8.000 là khổ qua nằm đó luôn rồi đó. Không lên mà không xuống đâu. Ngò rí 5.000 đồng đó. Của anh bên Phước 4 món. Đúng rồi, mớp nữa là mớp của tôi phải anh Phước? Mớp mớp lấy cho tôi phải không? Đúng là 4 món phải không? Rồi 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 đủ rồi. Cao vậy mà anh tới 30.000 đồng ký. Cũng cao cũng lên. Còn có cho bắp nào chổng không? Chổng nhiều. Chổng bắp 5.000. 5.000 thì hết rồi. 10.000. Bên kia kìa, bên kia kìa. Kết thúc, tạm kết thúc tại đây bà con. Tạm kết thúc. Để ra tới ngoài hai hậu và quay tiếp. Cũng giật quá đâu bà con ơi, 8 giờ. Lại lấy thịt bò. Bò đêm hôm chặn. Lòng bò nè. Lòng bò trắng tinh luôn nè. Cá chú dặn đêm hôm đâu?
À giờ chú lấy cái tờ giấy đêm hôm đâu đây. À bò giọng bò dụng ba, bò dụng 3 kg. Lựa cho 3 kg đùi tỏi cho lấy luôn. Rồi rồi hả, hai con gà bự, hai con gà xong chưa? Gà hai con gà chân đen. Rồi luôn phải không? Rồi để qua tính tiền. Rồi vậy là mình kết thúc video rồi đó, được rồi đó, được phép rồi đó. Rồi không có giò, không có giò sống, chỗ Lộc Tú này mua không có giò sống rồi. Không, khán giả rồi lại ra chỗ Vũ Ngọc thì đây là không có bán giò sống luôn, hai chỗ không có giò sống. Rồi vậy là đơn này thiếu cái giò sống không có. Dạ đồ mối không sáng, buổi sáng đông vậy. Không thấy mê không? Rồi bố gà, bố gà gà rồi. Giờ tính tiền thôi dọn. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.